Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hustler Casino, Los Angeles. McDonald's, thức dậy sớm là điều không dễ dàng. Vì vậy, hãy thưởng cho mình một ly McCafe mới pha chỉ với 1 đồng tại McDonald's. Được làm từ 100% hạt cà phê Arabica, chỉ 1 đồng cho bất kỳ cỡ nào. McDonald's được một lựa chọn đã tốt, nhưng được hai lựa chọn thì còn tuyệt vời hơn. Chọn hai món bất kỳ trong những món ưa thích như 4 miếng Chicken McNuggets hay McChicken chỉ 2 đồng 50 cent với McPick 2 for 250 của McDonald's. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lý Đô Sài Gòn TV trong băng tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong phần tin tức ngày thứ tư hôm nay 22 tháng 2 năm 2017. Và ở miền Bắc thì mưa gió dữ dội lắm. Thảo Yên tối hôm qua thì nghe là có lệnh di tản đủ thứ hết. Miền Nam thì quá đẹp. Cho nên bây giờ mọi thứ đều quan tâm đến cái tình trạng họ gọi là đã ban hành tình trạng khẩn cấp địa phương local emergency ở tại San Jose. À vâng thưa quý vị, trước khi đến cái bản tin ở San Jose thì chúng ta ngó sơ qua về thời tiết từ đây cho đến cuối tuần. Thì từ đây ngày hôm nay là thời tiết vẫn rất là đẹp và nhiệt độ ấm lên thưa quý vị. Và chúng ta sẽ tiếp tục có từ đây cho đến ngày thứ bảy là có nắng đẹp, nhưng mà bắt đầu chủ nhật đến thứ hai là sẽ có mưa. Và đặc biệt là ngày mai tuy là trời nắng đẹp nhưng mà có gió nha quý vị, khoảng chừng 15 đến 20 dặm một giờ. Cho nên là chủ nhật thứ hai quý vị ra đường nhớ mang theo ô. Và như anh Thủy đã nói là ở miền Bắc, đặc biệt là miền Nam của San Jose ngày hôm qua, ở cái khu vực gọi là Coyote Creek, có nhiều người phải chờ được giải cứu bằng thuyền từ lực lượng an ninh bởi vì là nước lũ. Có hơn 200 gia đình được giải cứu và gần 500 người được lệnh là phải di tản. Freeway 101 đã hoàn toàn bị phong tỏa do là nước ngập thưa quý vị. Đóng lại luôn, vâng. Nước chảy qua freeway, xe đi là nguy hiểm vô cùng. Vâng, nhưng mà bây giờ cái vấn đề ở đây là các nhân viên y tế hiện giờ họ đang có một cái mối bận tâm khác. Đó là nguồn nước có thể bị ô nhiễm là bởi do xăng dầu của những chiếc xe bị ngập trong nước nó ngấm vào. Và nó đổ xuống ao hồ. Vâng, đúng trữ. Rồi thưa anh. Yeah. Thì họ đã lấy cái mẫu nước đem đi thử nghiệm và sẽ có kết quả trong thời gian rất là gần. Nhưng mà cơ quan y tế của tiểu bang Cali đã khuyến cáo người dân một cái vấn đề khác nữa, đó là khi mà nước nhiều như vậy thì sẽ có nguy cơ sinh ra muỗi. Thì nước động cộng với thời tiết của mùa xuân bắt đầu ấm áp lên thì là điều kiện lý tưởng cho muỗi sinh sản thưa quý vị, và sẽ kèm theo những cái căn bệnh do bị muỗi đốt. Zika, West Nile. Đúng vậy, chính xác. Thưa quý vị, thì nếu như mà những ai mà bị nhiễm virus West Nile thì có khoảng 20% là sẽ bị những cái triệu chứng như là sốt, nhức đầu, nôn ói, chưa kể là dịch bệnh Zika như anh Thủy nói là gần đây cũng do muỗi đem đến. Thì các chuyên gia cho biết là trong thời gian gần đây chúng ta nên dọn dẹp những cái vũng nước đọng ở xung quanh nhà. Mưa thì rất là tốt bởi vì có thể quét đi những cái ổ muỗi, nhưng mà những cái vũng nước đọng chỉ cần một cái thìa cà phê muỗng nước thôi là có thể đủ cho một con muỗi nó đẻ trứng và sinh sản trong đó. Cho nên là chúng ta nên lưu ý cái vấn đề này. Ý Thảo Yên nói là một cái muỗng nước, tức là đối với con muỗi nó là một cái ao. Vâng, chỉ như đó nước thôi là đủ rồi. Nhà này thường không thấy thời tiết các nhiệt độ làm sao ở trên miền Nam California. Ở miền Nam chúng ta nhiệt độ tốt quá cho nên nhiệt độ tốt quá không cần hết, không cần luôn à, chỉ nhắm tới vấn đề San Jose. Cho nên nãy giờ là bản tin dành cho những quý vị ở vùng San Jose. Và đây là bức hình phải nói rằng là cách đây vài năm thưa quý vị. Thảo Yên nhìn nè. Nguyên một cái bãi đất trống dùng nơi đá banh nhưng mà no swimming.
Thật sự đây là cái hình ảnh đã chụp từ mấy năm trước. À. Thế là nước không còn nữa. Hôm nay cũng tại nơi đây đó, thưa quý vị, thì nước ngập lên cái bảng này luôn nữa. Và đây là hình ảnh mà cách đây vài năm, tất cả đây là những chiếc thuyền cho mướn đó, mình ở trên đó hoặc là dùng nó đi dạo chơi trên biển hồ. Đây là đập Oroville cách đây vài năm. Và bây giờ thì nó ngập nước hết rồi. Tuy nhiên đây là những hình ảnh cho thấy mới nhất, thưa quý vị, ở tại khu vực thung lũng hoa vàng ở vùng San Jose, San Francisco và các vùng lân cận ở phía Bắc. Liệu rằng mưa thật là nhiều, họ nói rằng mưa trong một tuần lễ ở San Francisco đó bằng hơn một năm lượng mưa ở đây ghi nhận được. Và nhìn thì mới đầu tôi tưởng đây là ở Louisiana hoặc là Mississippi, nhưng mà nhìn kỹ lại đây là khu vực của quận Colusa, California vào ngày 18 tháng 2 vừa qua. Hôm nay còn thê thảm hơn nữa, thưa quý vị. Hình ảnh cho thấy rằng là mặc dù mưa nhiều như thế nhưng mà California chưa hẳn là đã hết hạn hán và khô hạn. Vì cái tình trạng đó, một số những cái khu vực chẳng hạn như là abnormally dry, tức là bị khô bất bình thường, thì quý vị nhìn thấy cả cái miền trung của California đó là bị khô. Cho nên mưa thì tập trung ở miền Bắc, từ San Jose đến Sacramento và gần đến biên giới của Oregon. Và D3 là tình trạng extreme drought, là vô cùng khô hạn đó, màu đỏ. Thì quý vị nhìn thấy vẫn có những cái khu vực mặc dù có mưa đó nhưng mà trữ lượng nước và đất ngầm không có đủ nước mưa, không có đủ nước. Cho nên nhìn thấy trên cái bản đồ chỉ có những cái vùng màu trắng này đó là rất là ướt át mà thôi, thưa quý vị. Chưa hẳn là đã thoát qua. Nhưng mà ngày hôm nay một cái chuyên gia về thời tiết thì họ nói rằng là tạm thời các nguồn nước ngầm của California đã được đổ đầy. Và cái điểm vui nữa đó là các hồ chứa nước không những đầy mà còn tràn ra luôn nữa, gây ra những cái khó khăn như Thảo Yên vừa kể. Và trong khi đó tình hình chứng khoán ở tại Hoa Kỳ này, thưa quý vị, thị trường sáng nay thì có vẻ như hơi lo ngại vì chính trị ở vùng châu Âu, nhất là Hy Lạp trong vòng 6 năm qua đã nhận được sự hỗ trợ của châu Âu rồi, nhưng mà rồi thì cho thấy rằng là vẫn không khá hơn được. Đời sống của người dân Hy Lạp bây giờ ngày hôm nay giống như là họ sống ở dưới thời Việt Nam Cộng sản thập niên 70 bước vào 80 vậy đó. Tức là người dân phải đi lãnh trợ cấp và tùy theo mỗi một gia đình, sổ gia đình phải mang theo, thưa quý vị. Cho nên cũng khó khăn. Dow Jones hồi sáng hôm nay đã thì xuống hơn 20 điểm, bây giờ thì xuống chỉ còn vào khoảng 7 điểm mà thôi. Nasdaq xuống khoảng 13 điểm và S&P 500 xuống gần 5 điểm. Ngoài ra giới đầu tư cũng đang chờ đợi Ngân hàng Trung ương, Quỹ Dự trữ Liên bang đưa ra một cái minute, một cái thông báo nhỏ để liệu xem có cái gì nó thay đổi hay không. Thì đó như là cái mối lo ngại nho nhỏ thôi. Giá vàng đi xuống 5 đồng bởi vì đồng đô la tiếp tục mạnh, đổi được 1.53 để đổi lấy 1 euro. Vàng xuống 5 đồng 1.273 đồng 90 cent. Giá dầu xuống 72 cent và khí đốt lên chỉ có 2 cent mà thôi. Trong khi đó có một cái bản tin này, thưa quý vị, hãng ABB là một đại công ty của châu Âu conglomerate khổng lồ lắm, và họ có chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới. Thí dụ như chúng ta nói đến ExxonMobil, công ty xăng dầu khổng lồ. ABB chuyên về Power and Robotics, ngày hôm nay họ có cái khuyến cáo cũng như là nhờ chính phủ Nam Hàn hỗ trợ cho một cuộc điều tra vì lý do nào mà mất đến 100 triệu Mỹ Kim. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Chương trình này được mang tới bởi McDonald's. Vượt qua cả những ngày khó khăn nhất với một ly McCafe trong tay. McCafe của McDonald's được pha mới mỗi 30 phút và chỉ 1 đồng cho bất kỳ cỡ nào. McDonald's được một lựa chọn đã tốt, nhưng được hai lựa chọn thì còn tuyệt vời hơn. Chọn hai món bất kỳ trong những món ưa thích như 4 miếng Chicken McNuggets hay McChicken chỉ 2 đồng 50 cent với McPick 2 for $2.50 của McDonald's.